Thưa quý vị và các bạn, đồng bào Thái là cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở miền Tây xứ Nghệ. Trong quá trình phát triển, cộng đồng này đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có làn điệu dân ca. Trải qua những thăng trầm của đời sống xã hội, những làn điệu dân ca ngọt ngào vẫn luôn có sức sống riêng của nó và lưu truyền cho đến hôm nay. Để những làn điệu dân ca đó mãi trường tồn, cần lắm những con người nhiệt huyết giữ ngọn lửa đam mê và truyền dạy cho thế hệ mai sau. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ lên mảnh đất vùng cao Quế Phong để gặp gỡ một người con của đồng bào Thái, người say mê với những làn điệu dân ca của dân tộc mình. Đó là nghệ nhân Lô Thị Mai. Cộng đồng người Thái trước thiên nhiên và khát vọng sinh tồn. Tôi hao khổ đã kể lỡ mệt đầy nó chụp bừa khâu pì nóng ướt sắc lửa tài hiếm ơi. Lớn lên trong cái nôi văn hóa của đồng bào Thái, chị Lô Thị Mai sớm gắn bó với những câu hát dân ca từ rất sớm. Những câu hát ru tên nương rẫy, những lời ca của bà, của mẹ đã thấm đẫm tâm hồn chị và trở thành nguồn cảm hứng để chị gắn bó, đam mê. Bén duyên ngành văn hóa thông tin từ năm 1992 là cơ hội để chị Lô Thị Mai thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân tộc Thái. Với chị, những làn điệu dân ca của đồng bào Thái có nét đẹp rất riêng mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Vâng, thưa chị, những câu hát của đồng bào dân tộc Thái đã có sức hút như thế nào khiến chị gắn bó máu thịt với nó như vậy ạ? Cái sức hút của dân ca Thái rất là mạnh liệt. Nó thể hiện và bộc lộ cái tình cảm của con người và đặc biệt là cái tình yêu nam nữ. Nó được thể hiện trong cái câu từ bằng cách ví von và bóng bẩy và bộc lộ từ trong cái tâm hồn của con người, thể hiện qua cái sinh hoạt, cái lao động sản xuất như là đi lấy củi hoặc là đi hái măng hoặc đi làm trên nương rẫy. Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp văn hóa ở vùng biên ải, chị Mai có điều kiện đi đến các bản làng vùng sâu vùng xa để gặp các nghệ nhân, những người am hiểu và lưu giữ trong mình tâm hồn văn hóa Thái. Càng hồng hơn anh hơn mê khăm mùng mỏi pòm còn ở nhuôn nơi kinh nghiệm mùng hiền hơn mùng dù cắm cò cò mùng mương còn ở hiếm mơ có chú bảo sống ngay thao ở những buổi gặp gỡ trao đổi với người già giúp chị hiểu thêm yêu hơn cái nơi văn hóa đã nuôi dưỡng mình lớn lên. Càng lắng nghe những câu hát dân ca, chị càng cảm nhận ra vẻ đẹp, sức hút kỳ diệu về tâm hồn của đồng bào Thái đã giải công gây dựng, vun đắp nên trên mảnh đất miền Tây xứ Nghệ mà chính bản thân chị cũng chưa thể lý giải hết được. Khi này là cháu vừa nghe ông bà
hát một cái làn điệu dân ca của người Thái mình á, thì cháu thấy rất là hay. Thì cháu lên đây để gặp ông bà và muốn ông bà là hướng dẫn cho cháu hát cái làn điệu mà ông bà hát khi này ấy. Cái dòng nhốn ạ, thì con phải nhớ lấy được dòng. Lấy được dòng thì mới hay. Nó là để nghe bà nói nha. Ôi nó chàng chàng phăng cho hiếm năm nơ xài hay ơi. Đó là một làn điệu. Còn là điều thứ hai là làn điệu ru con. Non sân ở được cha yêu ơi chờ non nha hay non đi. Đó là làn điệu ru. Con hát hay lắm. Cháu hát có được không ba? Được, con hát hay lắm. Từ nhiều chuyến đi thực tế đã giúp nghệ nhân Lô Thị Mai sưu tầm và biên soạn ra nhiều làn điệu dân ca dân tộc Thái phục vụ các chương trình biểu diễn. Đến nay, chị đã sưu tầm biên soạn được 4 làn điệu hát ru, nhuần, suối, lằm. Dàn dựng nhiều tiết mục tham gia các cuộc thi toàn quốc, hàng chục tiết mục dự thi cấp tỉnh. Những phần tưởng này không chỉ ghi nhận tâm huyết mà còn khẳng định tài năng của nghệ nhân Lô Thị Mai trong việc sưu tầm, tuyển chọn và trình diễn nghệ thuật dân gian của đồng bào thiểu số. Hôm nay, nghệ nhân Lô Thị Mai lại có dịp trở về bản Na Sái. Không gian còn lưu giữ được nét nguyên sơ của văn hóa người Thái ở Quế Phong. Mọi người vẫn đón chị như đón người thân đi xa trở về. Người dân bản Thái nơi đây yêu quý chị bởi sự gắn bó gần gũi về văn hóa và tâm huyết của chị nhằm đưa giá trị văn hóa Thái nơi đây ra với thế giới bên ngoài. Cái làn điệu dân ca Thái á, trong đó có cái hát nhuốn. Cái hát nhuốn thì cái cách luyện lấy nó cũng rất là hay. Ví dụ như thế này này. Na hơi nọ đó. Mưa con kỳ thời tay bấng đào nhăng bay mỹ đàng hiêm ơi. Cái luyện lấy ở trong cái họng của mình ấy này. Nên nó mới ra được cái chất của cái hát nhuốn. Hoặc là hát ru con, hát ru Thái ấy. Thì hát mình không phải là hát nhanh mà hát nó theo cái pí ấy, cái pí với cái sáo. Thì ví dụ như cái hát ru con hát như thế này này. Ta hát cái làn điệu đầu tiên đó là hát nhuôn, bây giờ là các chị nghe em hát mẫu, rồi sau là hát theo. Na hơi nọ mưa còn kỳ thời tay bấng đao nhăng bay mỹ đàng hiếm ơi. 2 1 Na hơi nọ hơi nọ mưa còn kỳ thời tay bấng đao nhăng bay. Nhiều lớp học dân ca được tổ chức ở các thôn bản có công sức không nhỏ của nghệ nhân Lô Thị Mai. Những hy sinh lặng thầm đó của chị đã góp phần bảo tồn nhiều làn điệu dân ca cổ, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Thái chưa được nhiều người biết đến. Mưa còn khi thời tay bấng đao nhăng bay mỹ đàng. Trước đây chúng tôi chưa được học lớp, qua lớp
nhưng bây giờ có chị Mai về truyền dạy cho chúng tôi là chúng tôi học được rất nhiều điều của từ chị Mai, và nhất là các bài hát dân ca Thái và hát suối nhuôn của người dân tộc Thái đây. Thì như ngày hôm nay thì chị cũng là một người nhiệt tình và tâm huyết về cái công việc, không chỉ ở tại câu lạc bộ dân ca dân vũ dân hội bản Na Sai này mà tất cả các cái thôn bản ở trên địa bàn xã Anh Dĩnh nói riêng và trên địa bàn huyện Quế Phong nói chung, chị đều tận tình chỉ bảo giúp đỡ bà con nhân dân về phát triển các cái làn điệu dân ca dân vũ trên địa bàn huyện Quế Phong. Tôi hao khổ đã kể lỡ mết đây nó chụp bờ khâu vì nó ướt giặc lửa tài đáy sai hay đá. Quan khai cầm ghen bơ hoi ơi lại ơi tộc bê hoi hướng tao lưng tao cứn ma mứt mua phả tênh hùa bườn pet té ơi đẹp ọc tông bà bao can cùng lắm nhau mọi hển đao hòa phong tênh phu tênh phả bườn hà bọc mày ma năm cò trộm phơ đáy pì nong đá. Vì mi là bườn cọp mưa xíp câu bườn ha mèn nghiến nọc châu mừng cung máu chữ cuồng long con hót mưa nghiến xình ngai tân lại ở đây nhớ ẩn cây tò đai pì nong đá. Con cà bào ham tân xào ham đình quê mương ngao hạ cỡ nhăng hạt ca cùng bác lửa khổ đáy phí nông đá. Hơi nở chứ hót mới mưa đây hoạt đông năm khách lại mương hiếm mơ lò a quyên lời mà hờ dần áo hạc tành mướng bành ban đáy các ban đáy bà hôi nợ ban tàn châu cái viện po tầm mà piêng nghiêm cầm qua xa leo nhằm ọc bướn hai ba cơn ma sang mướng hao tành mướng bành ban đáy pì nong đá. Được lắng nghe những làn điệu dân ca đậm chất văn hóa của Đồng Thái nơi đây đã giúp chúng ta cảm nhận thêm về tình yêu quê hương, yêu cái câu hát dân ca đượm tình xứ sở. Nó cũng giúp Ngọc Trâm hiểu thêm về tình cảm của chị Mai dành tặng cho đồng bào, cho quê hương của mình qua những câu hát dân ca lớn đến nhường nào. Tâm huyết của nghệ nhân Lô Thị Mai đã góp phần không nhỏ vào việc truyền giữ phát triển dân ca dân tộc Thái trong kho tàng dân ca xứ Nghệ trên vùng đất Quế. Nhiều đóng góp của chị đã được ghi nhận qua các cuộc thi liên hoan tiếng hát dân ca, tiếng hát làng sen từ cấp huyện, tỉnh, trung ương. Thì cái điều đó mà làm cho chúng tôi rất xúc động. Cái người nghệ nhân như chị Lô Thị Mai là cái người đi truyền lửa
và để cho cái cộng đồng người, các cái dân tộc thiểu số đó nhìn vào những cái người nghệ nhân đó để người ta làm một cái tấm gương khi những cái lúc khó khăn, những cái lúc mà nó có thể nói rằng là những cái lúc khó khăn thì người ta nhìn vào cái ngọn lửa ấy để người ta lại thắp sáng lên. Người ta có nhụt chí đi thì người ta cũng lại thắp sáng lên. Danh hiệu nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước trao tặng năm 2015 là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp không mệt mỏi của chị với văn hóa của đồng bào thiểu số trên vùng đất biên viễn Quế Phong. Cái trăn trở lớn nhất của tôi đối với cái dân ca các dân tộc thiểu số thì có thể nói là cái dân ca các dân tộc thiểu số nói chung và cái dân ca Thái nói riêng hiện nay thì nó đang dần mai một đi. Thì muốn bảo tồn và phát huy nó thì cần phải thành lập các cái câu lạc bộ văn hóa Thái, các cái câu lạc bộ dân ca, dân vũ từ dưới thôn bản. Và muốn câu lạc bộ này đi vào sinh hoạt cho nó có chất lượng thì mình cần phải đổi mới cái nội dung, hình thức sinh hoạt cho nó phong phú để thu hút được các cái hội viên tham gia và cái lớp trẻ tham gia. Thưa quý vị và các bạn, những lời chia sẻ của nghệ nhân Lô Thị Mai đã phản ánh một thực tế là công việc bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ, trong đó có các làn điệu dân ca, dân tộc thiểu số đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, bằng nhiệt huyết và tình yêu của mình, chị Mai đã góp phần thổi hồn, truyền giữ để những câu hát dân ca đượm tình văn hóa Thái sống mãi với thời gian. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca xứ Nghệ xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.